cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Hiếu Hiền.vn và mình là Inox. Hôm nay thì Inox xin giới thiệu với các bạn hai cái thiết bị thu và phát sóng Wi-Fi Reflector đến từ hãng Mercury. Thiết bị khuếch đại sóng Wi-Fi này phù hợp trong các không gian rộng lớn, tòa nhà văn phòng hay là quán cà phê, hoặc đơn giản hơn là khi mà các bạn xài ké Wi-Fi nhà hàng xóm mà muốn sóng được mạnh hơn thì đây là một lựa chọn hết sức là phù hợp. Bây giờ thì mời các bạn cùng Inox kết nối cái thiết bị khuếch đại sóng Wi-Fi này. Trên màn hình thì các bạn có thể thấy là mình có hai cái bộ khuếch đại sóng Wi-Fi, một loại là không có râu như thế này, một loại là có hai cái que râu anten đến từ hãng Mercury. Bây giờ thì mình sẽ dùng chiếc điện thoại này để cài đặt hai cái thiết bị khuếch đại sóng Wi-Fi để cho chúng ta sử dụng được nguồn Wi-Fi được mạnh mẽ hơn. Đầu tiên thì các bạn phải cắm nguồn cho cái thiết bị khuếch đại Wi-Fi của mình. Thì có thể cắm nguồn vào bằng đầu sạc ở đây, nhưng mà các bạn cắm vào để lấy nguồn cho nó và nó gắn vào ổ điện, hoặc là gắn trực tiếp vào laptop hoặc là máy tính để bàn của mình cũng được. Còn không thì các bạn gắn vào pin sạc dự phòng. Miễn là cắt được một nguồn điện cho nó là được rồi. Đây, nó sẽ cháy lên một cái đèn tín hiệu màu đỏ ở đây. Rồi ở bước 2 thì các bạn dùng thiết bị di động để cài đặt cho bộ khuếch đại sóng Wi-Fi Mercury này. Đầu tiên thì các bạn vào phần cài đặt vào Wi-Fi, chọn cái mạng Wi-Fi của Mercury. Rồi nó đã kết nối sóng Wi-Fi ở trên đây, tuy nhiên là nó chưa có internet để vào truy cập được đâu. Các bạn thoát ra vào trình duyệt web của mình, có thể chọn cốc Firefox hoặc là bất kỳ trình duyệt web nào các bạn sử dụng. Thì ở trên thanh của trình duyệt web, các bạn gõ địa chỉ là milogin.cn ha, milogin.cn. ok, rồi thì cái trình duyệt của nó hiện ra có hai cái khung như thế này. Thật ra thì tiếng Hoa mình cũng không rành lắm đâu, nên là hai cái khung này các bạn có thể nhập hai cái dòng số vào là 1 đến 8, là số không á, 1 2 3 4 5 6 7 8. Ở bên dưới đây cũng vậy, 1 2 3 4 5 6 7 8 ha. Cái nút này sau đó thì nhấn vào nút này, lúc này chắc là kết nối đi đó. Sau khi mà kết nối được vào với cái mạng Mercury rồi á, thì nó sẽ hiện ra một loạt các mạng Wi-Fi ở gần đây mà các bạn có thể sử dụng. Thì tùy theo các bạn có password của mạng Wi-Fi nào thì các bạn sử dụng thôi. Ở đây thì mình sử dụng của Hiếu Hiền Stereo ha. Các bạn nhập cái password vào, nhập cái password của Wi-Fi gốc ấy. Ở dưới đây thì có thêm một cái tính năng nữa là đổi tên của mạng Wi-Fi. Thì các bạn thích đổi, không thích thì thôi. Ở đây thì mình sẽ đổi nó là Test Mercury đi. Test Mercury. Ok. Rồi sau đó các bạn chọn cái nút 2 ở bên dưới này. Chắc là nó kết nối đấy. Đấy, sau khi mà kết nối thành công thì các bạn nhìn qua bên cái thiết bị khuếch đại Wi-Fi của chúng ta, nó sẽ chớp chớp cái đèn tín hiệu như thế này rồi nó chuẩn bị kết nối. Nếu mà kết nối thành công thì cái đèn tín hiệu này sẽ chuyển sang màu xanh lá cây. Các bạn đợi xíu, nó sẽ chuyển sang màu xanh lá cây. Ok, chúng ta đã kết nối thành công rồi đấy. Bây giờ thì các bạn thoát ra cái trình duyệt của mình và vào mạng Wi-Fi một lần nữa, vào cài đặt vào mạng Wi-Fi một lần nữa và tìm kiếm cái mạng mà các bạn vừa đổi tên. Hồi nãy là mình đặt là Test Merc đây. Vào đây và chọn nhập password lại một lần nữa là chúng ta sẽ có thể vi vu lướt web thôi. Kết nối. 2, 3, đây mấy địa chỉ IP. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Các bạn đợi xíu thôi. Tại vì lần đầu tiên khi mà mình kết nối thì nó mất tầm khoảng một phút gì đó chờ đợi. Ok, bây giờ thì chúng ta đã kết nối thành công rồi. Đã kết nối và các bạn nhìn thấy ở trên đây sóng full.
sống full luôn nhé. Rồi bây giờ thì chúng ta thử vào một cái, thôi trước khi mà để vào một trình duyệt web để thử cái tốc độ của nó như thế nào á, thì mình sẽ test thử cái tốc độ download và upload của nó bằng cái ứng dụng là SpeedTest. Mình sẽ test thử nó là download với upload là bao nhiêu. Đây, tốc độ download các bạn có thể thấy là 28,54 MB, gần 29 MB. Rồi, tốc độ upload của chúng ta ra được là gần 30 MB luôn. Xong, thank you, SpeedTech. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ vào thử YouTube để xem một đoạn đoạn clip xem tốc độ tải của video như thế nào ha. Đấy, khi mà vừa nhấc vào thì nó sẽ chạy luôn mà không cần phải quay vòng tròn lót lâu ha. Rồi như vậy là mình đã hoàn tất cái bước cài đặt lần đầu tiên cho cái sản phẩm Quất Đại sóng Wi-Fi Mercury này. Ở các lần sau thì các bạn sẽ không cần cài đặt nữa mà có thể trực tiếp vào sử dụng sản phẩm với một cái lượng nguồn sóng wifi mạnh mẽ và kết nối ổn định như thế này luôn. Thì không biết cảm nhận của các bạn như thế nào, hãy để lại comment ở bên dưới video. Còn bây giờ video đến đây là hết rồi, chúc các bạn có những trải nghiệm thú vị với chiếc Quất Đại Wi-Fi Mercury này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.